Chào mừng em xin quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều, bài 19, ôn tập cuối năm, tiết 6. Bài luyện tập đọc hiểu. Đọc và làm bài tập. Cửa sổ. Cửa sổ. Cửa sổ là mắt của nhà, nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài. Cửa sổ là bạn của người, giơ lưng che cả khoảng trời bão mưa. Cửa sổ còn biết làm thơ, tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em. Tắt đèn cửa mở ban đêm, trời cao thành bức tranh riêng treo tường. Cho em màu sắc hương thơm, nhận về nắng gió bất thường ngày đêm. Cửa là đôi cánh đầu tiên, mở ra đất nước, thiên nhiên, con người. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Dựa vào nội dung bài đọc, em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. 1. Điền vào bảng sau những từ ngữ thích hợp, thể hiện hai hình ảnh so sánh ở bốn dòng thơ đầu. Sự vật 1, từ so sánh, sự vật 2. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng xem lại bốn dòng thơ đầu. Cửa sổ là mắt của nhà, nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài. Cửa sổ là bạn của người, giơ lưng che cả khoảng trời bão mưa. Rồi. Câu thứ nhất, cửa sổ là mắt của nhà. Thì trong câu thơ này có hình ảnh so sánh. So sánh sự vật 1 là cửa sổ, sự vật 2 là mắt của nhà. Từ so sánh ở đây là từ là. Cửa sổ là mắt của nhà. Rồi, câu thơ tiếp theo có hình ảnh so sánh. Cửa sổ là bạn của người. Sự vật 1 là cửa sổ, sự vật 2 là bạn của người. Và từ so sánh ở đây là từ là. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bảng này như sau. Sự vật 1, từ so sánh, sự vật 2. Hình ảnh so sánh thứ nhất, sự vật 1 là cửa sổ, sự vật 2 là mắt của nhà, từ so sánh là từ là. Hình ảnh so sánh thứ hai, sự vật 1 là cửa sổ, sự vật 2 là bạn của người, từ so sánh là từ là. Câu 2. Chọn câu trả lời đúng. A. Vì sao tác giả viết bài thơ Cửa sổ còn biết làm thơ? Vì cửa sổ biết nhìn ra trời rộng, sông dài. Vì cửa sổ biết che chắn bão mưa cho người. Vì qua cửa sổ em cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. A. Cửa sổ còn biết làm thơ, tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em. Như vậy, tác giả viết cửa sổ còn biết làm thơ là vì qua cửa sổ em cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em. Các em chọn ý này, được chưa? 2. Chọn câu trả lời đúng. B. Em hiểu bức tranh riêng treo tường ở dòng thơ 8 là gì? Là bức tranh vẽ bầu trời đêm treo trên tường. Là bầu trời đêm hiện ra trong khung cửa sổ. Là ánh nắng sớm ùa vào đẹp như tranh. À, tắt đèn, cửa mở ban đêm, trời cao thành bức tranh riêng treo tường. Rồi khi tắt đèn và mở cánh cửa sổ ra vào ban đêm thì hiện ra trước mắt của tác giả là trời cao thành bức tranh riêng treo tường. Lúc này bầu trời cao như là một bức tranh. À, như là một bức tranh riêng của tác giả treo trên tường. Như vậy, bức tranh riêng treo tường ở dòng thơ 8 có nghĩa là bầu trời đêm hiện ra trong khung cửa sổ, đúng không? C. Em hiểu hai dòng thơ cuối khổ thơ 1 như thế nào? Mỗi dòng thơ đúc kết một ý đã được nói ở những dòng thơ trước đó. Cả hai dòng thơ đều khen cửa sổ đã đưa thiên nhiên tươi đẹp đến với em. Cả hai dòng thơ đều khen cửa sổ luôn che chắn nắng gió, bão mưa cho người. Rồi, em hiểu hai dòng thơ cuối ở khổ thơ 1 như thế nào? Rồi, hai dòng thơ cuối, cửa là đôi cánh đầu tiên mở ra đất nước, thiên nhiên, con người.
thì hai dòng thơ này mỗi dòng thơ đúc kết một ý đã nói ở những dòng thơ trước. Rồi những dòng thơ trước thì chúng ta thấy là cửa sổ là mắt của nhà, cửa sổ là bạn của người. Rồi cửa sổ còn biết làm thơ. Tắt đèn cửa mở ban đêm, trời cao thành bức, tranh riêng treo tường. Như vậy, hai dòng thơ cuối đúc kết lại là cửa là đôi cánh đầu tiên, mở ra đất nước, thiên nhiên con người. Cửa là đôi cánh đưa tác giả đến với con người và những cảnh thiên nhiên tươi đẹp của đất nước. Cửa là đôi cánh đầu tiên, mở ra đất nước, thiên nhiên con người. Rồi như vậy là các em chọn ý nào? À, mỗi dòng thơ đúc kết một ý đã được nói ở những dòng thơ trước đó. Ba, dựa theo gợi ý hai dòng thơ cuối bài, em hãy viết tiếp một trong hai câu sau. A, hai cánh cửa sổ là đôi mắt cho em. B, hai cánh cửa sổ là đôi cánh cho em. Rồi, hai dòng thơ cuối bài, cửa là đôi cánh đầu tiên, mở ra đất nước, thiên nhiên con người. Rồi, thầy giáo gợi ý. Câu A, hai cánh cửa sổ là đôi mắt cho em. À, đôi mắt cho em ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Câu B, hai cánh cửa sổ là đôi cánh cho em. À, thầy giáo ví dụ như là đôi cánh cho em bay đến khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước và con người. Rồi các em tham khảo và các em làm bài nha. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.